trân trọng kính mời quý vị chú rể cùng với cô dâu đứng dậy để ra mắt toàn thể hội hôn. Tôi muốn xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy đứng dậy. Và một kính trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cô dâu và chú rể hôm nay xin phép được bắt đầu. Vỗ tay thật to nào cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Các bạn người ta từng nói rằng nét đẹp bây giờ thì hoa lở chậm. Các bạn người trong phòng cưới ngắm nhìn hoa hạnh phúc hôm nay, hạnh phúc hôm nay thắm đượm mặn mà và tình yêu thắm đượm. Hãy chìm một trẻ nam nữ thanh niên hãy hướng đêm ban tổ chức chúng tôi để đón chào một dòng nam ca sĩ của gia đình Hòa Trai. Vâng, là anh đã từng đoạt 99 giải huy chương vàng, 803 giải huy chương bạc và duy nhất đoạt 15 giải bàn tay vàng trong buổi tối ngày hôm qua. Không một nữa xin mời quý toàn thể quý cô gái bà cô gì chúng ta ngay cho khách nguyên một tràng pháo tay thật to để kính lại la quan sĩ khách nguyên của thân nhà trai. Vâng, xin chào kính mời anh khách nguyên ạ. Và một lần xin mời toàn thể hôn của hai bên gia đình hãy cho anh khách quyền một tràng pháo tay thật to lớn là khi anh à. Alo nè, không quay nữa. Xinh thế còn gì. Vâng, và để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn và cũng như là mở đầu chương trình Quân Đội Một Tình Yêu sau đây xin mời quý vị và các bạn một công thức đặc phẩm chương trình được mang tên về đây mái tóc người. Thank you.
dâu và chị sẻ trong lễ cưới ngày hôm nay. Vâng, ngay sau đây cháu xin chân thành kính mời bên mời vợ của cô dâu để kỷ niệm.